Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ năm tại Hoa Kỳ ở Việt Nam. Đó, các bạn đã bước qua là ngày thứ sáu rồi. Và hiện bây giờ đó thì giá Bitcoin là khoảng 72.000 đô. Thì nó cũng không có khác biệt nhiều so với giá ngày hôm qua. Nhưng mà các bạn đã nhìn thấy là hôm nay đã có một cái đợt điều chỉnh xuống trong ngày các bạn. Từ cái mức là 73.827 đô Đây là cái mức cao nhất các bạn Chúng ta vừa thấy Bitcoin hôm nay Lập đỉnh mới Nhưng mà ngay sau đó chúng ta nhìn thấy được giá đã điều chỉnh xuống tới cái mức là còn 68.400 đô Nghĩa là trong vòng chỉ một ngày thôi Chúng ta đã thấy giá giảm xuống 7 trăm Rồi ngay sau đó giá đã tăng từ cái mức là 68.400 đô Lên tới cái mức hiện tại khi mà làm video này đó là tăng ngược cho lên khoảng chừng là 5% các bạn. Chúng ta bây giờ đã trở về cái mức là 72.000 đô rồi. Thì chuyện gì đã xảy ra? Có nhiều người đó thì nói là liên quan đến cái phần trăm lạm phát được công bố ngày hôm nay. Thuận thì không nghĩ như vậy đâu các bạn. Chúng ta sẽ nói thêm về crypto một lát nữa. Nhưng mà trước hết á, thì chúng ta nhìn thấy chứng khoán Hoa Kỳ hôm nay đó là một màu đỏ. Chúng ta nhìn thấy được là cả ba chỉ số giảm đâu đó là khoảng chừng là 0.3% cho chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq. Và chúng ta nhìn vào free market thì bây giờ thì không có thay đổi nhiều và nhiều người đã nói là tại vì chúng ta đã nhận được một cái chỉ số phần trăm lạm phát không được tốt đó chính là cái chỉ số PPI và thường đó chúng ta cũng rất ít quan tâm đến PPI các bạn mới đầu đó khi mà phần trăm lạm phát bắt đầu tăng nên chúng ta quan tâm đến chỉ số này nhiều hơn tại vì nó không giống như là CPI chỉ số chúng ta vừa nói đến đầu tuần này hay là cái chỉ số PCE chỉ số mà chúng ta sẽ có vào cuối tháng này chỉ số PPI này đó là cái chỉ số phần trăm lạm phát bán xỉ có nghĩa là những nơi mà sản xuất đó những nơi mà mua hàng hóa số lượng lớn thì khi mà họ mua cái hàng hóa đó nó có bị tăng giá hay là không tại vì nếu như mà hàng hóa đó khi họ nhập vào ra tăng giá thì khi mà họ sản xuất thì cái mức hàng khi mà bán lẻ nó sẽ tăng lên cho nên chúng ta cũng lâu lâu xem cái chỉ số PPI này nhưng mà thường nó cũng không có gì bất ngờ ngoại trừ hôm nay các bạn chỉ số phần trăm lạm phát PPI đã tăng lên tới mức là 1.6% cao hơn so với dự kiến là 1.1 các bạn tăng rất là đáng kể và rất là bất ngờ lạm phát core ppi cũng tương tự như là CPI có nghĩa là không tính lương thực và năng lượng nên thì ở mức là 2.0 cao hơn dự kiến là 1.9. Chúng ta cũng đang nhìn thấy được là chỉ trong tuần này chúng ta có chỉ số CPI cao hơn so với ước tính, PPI cao hơn so với ước tính. Mặc dù là không cao hơn nhiều nhưng mà các bạn thấy được điều này cũng cho thấy là lạm phát đó vẫn đang rất là dài dẳng. Chúng ta cũng đã nói tới trong video gần đây rồi. Cái vấn đề đó không phải là tại vì những chỉ số này nó không có như mong đợi. Thậm chí chúng ta nhìn thấy chỉ số CPI đó nó vẫn giảm nhưng mà nó chỉ giảm một chút xíu trong khi mà chúng ta mong đợi để giảm nhiều hơn một chút cái vấn đề đó là tại vì chúng ta nhìn thấy là phần trăm lạm phát đã giảm rất là nhanh trong một năm qua các bạn tới cái mức hiện tại nhưng mà trong vòng mấy tháng qua thì nó lại chậm hơn rất là nhiều và mọi người đang lo lắng là điều này có ý nghĩa gì đối với chủ tịch chọn Powell ông có nghĩ là chúng ta cần phải tiếp tục giữ lãi suất cao lâu hơn hay là không hay là thậm chí ông nghĩ đến là phải tăng lãi suất nữa tại vì có thể đã không có đủ để đẩy phần trăm lạm phát tiếp tục nữa những gì mà ông đã làm có thể đã khiến cho lạm phát trở về cái mức bây giờ nhưng mà nếu như muốn trở về cái mức là hai phần trăm đó thì lại phải nặng tay hơn nữa và điều này có dẫn đến suy thoái tài chính hay là không đó là những cái suy luận đến từ thị trường ngày hôm nay các bạn nhưng mà trên căn bản nó không ai biết được cho đến khi chúng ta có cuộc họp tuần sau của chủ tịch John Powell nhưng mà rất rõ ràng là phần trăm lạm phát nó dài dẳng hơn là chúng ta nghĩ và bộ trưởng bộ tài chính đã được phỏng vấn trên đài Forbes Business nghĩa là Janet Yellen thì bà cũng đã nói là tôi hối hận vì đã nói lạm phát chỉ là tạm thời trước đây khi mà lạm phát mới bắt đầu đó thì các bạn đã thấy được là cả hai người bộ trưởng bộ tài chính cùng với là chủ tịch Fed thì hai người đều nói cùng một giọng điệu là đừng có lo lạm phát chỉ là tạm thời thôi tại vì chúng ta đang chịu sự ảnh hưởng đến từ dịch bệnh khi mà mọi thứ trở lại như bình thường khi mà hàng hóa lưu thông dễ dàng thì lạm phát sẽ giảm xuống nhưng mà rõ ràng đó không phải là sự thật các bạn lạm phát vẫn đang ở đây và hiện bây giờ hầu như không thể để lạm phát trở về cái mức là hai chấm mấy phần trăm chỉ đứng ở mức là ba 0 phần trăm mà thôi và một điều nữa đó các bạn đã biết là gần đây chúng ta cũng ít theo dõi chỉ số DXY đây là cái chỉ số đo lường sức mạnh của đồng đô la so sánh với những đồng lớn trên thế giới như là chúng ta nói tới là đồng euro đồng bảng anh đồng duy nhật bản vân vân thì đồng đô la bây giờ vẫn đang rất là mạnh các bạn chúng ta đều biết cái biểu đồ này nó có cái sự tương quan âm với thị trường tài chính nói chung có nghĩa là chỉ số này càng cao thì chúng ta đã nhìn thấy là trong vòng khoảng chừng 2 năm qua đó thì chỉ số càng cao sẽ dẫn đến là thị trường tài chính sẽ không được tốt. Và ngược lại các bạn cho nên nhiều người đó thì muốn thấy chỉ số này dưới 100 điểm. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là chỉ số này đó cũng như là phần trăm lạm phát nó không chịu xuống nữa các bạn. Chúng ta chỉ thấy được chỉ số này xuống tới cái mức là dưới 100 điểm nó chỉ có vài ngày thôi. Đó chính là vào mùa hè của năm ngoái vào tháng 7 các bạn. Đường zoom và các bạn sẽ thấy rõ ràng hơn. Ngay thời điểm này Lúc đó đó ai cũng hoan hô các bạn. Cuối cùng thì chỉ số DXY cũng đã chịu xuống dưới 100 điểm. Đó là dấu hiệu rất là tốt. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là nốt nope. ngay sau đó thì chỉ số này lại tăng ngược trở lên. Và cho tới bây giờ đã vẫn không chịu trở về cái mức là 100 điểm. Bây giờ là 103.45 điểm. Thì làm sao để chỉ số DXY này có thể xuống thấp hơn? Thì chúng ta cần hai yếu tố. Thứ nhất là chúng ta phải thấy được là Fed có quyết định là giảm lãi suất và ngược lại những quốc gia khác đó phải giữ lãi suất cao các bạn để cho giữ cho đồng của họ cao hơn nhưng mà chưa gì hết các bạn nhìn thấy được là Fed ngưng tăng lãi suất thì những quốc gia kia cũng ngưng tăng lãi suất bây giờ Fed nói là đang nghĩ đến chuyện là trong năm nay sẽ giảm lãi suất những quốc gia kia cũng nói tương tự như vậy thì làm sao chỉ số này xuống được các bạn đồng đô la vẫn đang rất là mạnh hiện tại nhưng mà tất cả những điều này chúng ta đều không biết là chủ tịch John Powell sẽ nghĩ như thế nào. Ngay bây giờ đó thì những gì chúng ta đã nói tới trong vòng mấy tuần qua cũng không có gì thay đổi hết các bạn. Chúng ta cũng đều biết là cuộc họp kế tiếp của Fed sẽ diễn ra vào tuần sau các bạn. 5 ngày nữa chúng ta sẽ biết kết quả ra sao. Nhưng mà đương nhiên hiện bây giờ thì không ai nghĩ là chủ tịch John Powell sẽ giảm lãi suất hết. Không phải là tại vì chúng ta có những cái chỉ số không được tốt mà trước đó đó chủ tịch Fed John Powell cũng đã nói rất là rõ là ông không có ý định giảm lãi suất vào tháng 3 tại vì ông cần thêm một số thông tin nữa để chắc chắn hơn thì tháng 3 bây giờ chúng ta nhìn thấy là cuộc họp của tuần sau đó là 99% sẽ không có giảm lãi suất chúng ta sẽ giữ nguyên lãi suất chỉ có bây giờ là một phần trăm nghĩ là khả năng là giảm mà thôi cực kỳ thấp các bạn thôi cũng nghĩ là chúng ta sẽ thấy chủ tịch john pao giữ nguyên lãi suất nhưng mà cái mà chúng ta quan tâm nhiều hơn là giọng điều của ông như thế nào sau khi mà có chỉ số cpi và ppi không như là mong đợi thứ nhì nữa là trong cuộc họp tuần sau đó họ sẽ bàn về việc là có tiếp tục bán trái phiếu hay là không tại vì trong cái thời kỳ dịch bệnh á, thì một cách mà fed bơm tiền vào trong thị trường đó chính là thu mua giấy nợ nghĩa là trái phiếu của chính phủ hoa kỳ và những công ty thì để bơm tiền vào trong thị trường họ sẽ thu mua những giấy nợ đó để thu tiền lại siết chặt thì họ sẽ tiếp tục bán những giấy nợ đó ra trên thị trường tại vì khi họ bán người khác mua thì họ sẽ lấy cái tiền đó đưa trở về Fed có nghĩa là siết chặt cái dòng tiền trở lại thì xem coi là khi nào họ mới ngưng cái độc thái đó tại vì họ đang có hai thứ ngoài trừ lãi suất tăng ra họ còn liên tục bán trái phiếu thì chúng ta đã thấy là trong lịch sử đó khi mà Fed nghĩ đến chuyện là sẽ giảm lãi suất họ cũng sẽ ngừng bán trái phiếu đó là cái thông điệp quan trọng chúng ta sẽ chờ xem coi Ông sẽ nói gì trong tuần sau, nhưng mà bây giờ đó thì cũng không có gì thay đổi. Vào tháng 5 đó chúng ta cũng thấy được là 92%, Nghĩ là sẽ không có giảm lãi suất, lãi suất sẽ giữ nguyên các bạn. Nhưng mà vào tháng 5 đó thì có 7.6% nghĩa là chúng ta sẽ thấy cái đợt giảm đầu tiên là 0.25%, nhưng mà vào tháng 6 đó thì đây sẽ là cái tháng đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy là cái phần trăm nghĩ là sẽ giảm lãi suất cao hơn các bạn, 54.8%, Nghĩ là sẽ có đợt giảm đầu tiên là 0.25, 4.2% của hợp đồng ở CME bây giờ đang nhiên về là chúng ta sẽ có tới đợt giảm lãi suất thứ nhì rồi có nghĩa là giảm tới 0.5 ước tính là trong năm nay đó Fed sẽ giảm khoảng chừng là ba lần các bạn nghĩa là 0.75% những cái chúng ta nói đó thì vẫn còn ở đó chưa có gì thay đổi hết các bạn cho dù nhận được hai thông tin như thế này cũng chưa có cái gì gọi là nó làm cho cái xu hướng lãi suất thay đổi hết Chúng ta có thể nhìn thấy là hợp đồng của dầu ngày hôm nay đó thì lại tăng một chút các bạn. Bây giờ đã trên 80 đô rồi. 80.98 đô. Thì cái mức này đó coi như cũng đã cao hơn cái mức trung bình chúng ta thấy trong vòng 2 năm qua. Các bạn trung bình là từ 70 đến 80. Bây giờ chúng ta thấy được là hợp đồng của dầu một lần nữa lại qua khỏi 80 đô và trong vòng một năm qua chúng ta cũng đã từng nhìn thấy có vài thời gian nhất là khi mà chiến tranh xảy ra đó thì chúng ta cũng thấy được là giá dầu cũng đã có cái sự tăng lên nhưng mà cũng đã nhanh chóng đi ngược trở xuống dưới 80 đô. Đợt này đó thì qua khỏi 80 đô không biết là cũng giống như những đợt trước thì giá dầu sẽ trở về hay là không và chúng ta quan tâm đến giá dầu tại vì nó ảnh hưởng đến lạm phát các bạn và lạm phát ảnh hưởng đến lãi suất của Fed, lãi suất của Fed ảnh hưởng đến dòng tiền các bạn và dòng tiền ảnh hưởng đến tất cả thị trường, trong đó có cả crypto. Chúng ta nhìn vào hợp đồng của vàng đó thì ngày hôm nay cũng coi như cao các bạn nhưng mà đã nguội lên một chút ở mức là 2.166 đô cho một ounce vàng. Crypto đó thì chúng ta thì được hiện bây giờ vẫn xoay vào cái mức là gần như là 72.000 đô sau khi đã có một cái sự điều chỉnh như thường dự chia sẻ với các bạn nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là cái đợt giảm đợt này đó lại dẫn theo cũng một số lệnh đòn bẩy bị thanh lý các bạn chúng ta nhìn thấy được là trong một thời gian ngắn đó trong khoảng chừng là 12 giờ qua đã có tổng cộng là gần 350 triệu đô la lệnh đòn bẩy bị thanh lý trên những sàn trong đó phần lớn đó 274 triệu đã bị thanh lý đó chính là lệnh non các bạn lệnh số chỉ có 73 triệu mà thôi và chúng ta có thể nhìn bên dưới này đó khi mà chúng ta nhìn vào tính theo từng giờ các bạn thấy rõ ràng hơn là trong ngày hôm nay chúng ta đã có liên tục vài giờ các bạn giống như chúng ta nhìn thấy được là trong cái khung giờ này 76 triệu đô la lệnh lon bị thanh lý trong khung giờ này đó là 58.8 triệu đô la lệnh lon bị thanh lý và 70 triệu đô la lệnh lon bị thanh lý nói chung đó chúng ta nhìn thấy được là giá xuống đột ngột như thế này trong ngày cho dù đã hồi phục trở lại là gần 72.000 đô nhưng mà cũng dẫn đến nhiều lệnh lon bị thanh lý tính cả ngày đó thì không có nhiều các bạn nhưng mà tính một thời gian ngắn đó thì cũng không nhỏ đâu cái ngày hôm nay chúng ta có 462 triệu đô la lệnh bị thanh lý thì chưa coi là nhiều nhiều là khoảng chừng gấp 3 con số này nhưng mà chúng ta nhìn thấy là với cái mức giá điều chỉnh ngày hôm nay đó thì chỉ số phần trăm có lời cũng đã giảm xuống. Bây giờ chúng ta đang ở cái mức là 95.65% phần trăm khi mà họ đóng lại cái ngọn nến là 71.400 là một đô các bạn. Nói chung đó, thì cũng đã có một cái sự điều chỉnh xuống. Và cái mức này 95.65% nó lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy cái mức này là khi nào các bạn là khoảng chừng là ngày 26 tháng 2. Có nghĩa là chúng ta cũng phải trở về cái đây khoảng chừng là 3 tuần. Thì lúc đó đó giá Bitcoin chỉ có 54.521 đô mà thôi. Lúc đó thì cái phần trăm là 95.15%. Khi mà chúng ta bắt đầu đi vào cái vùng màu đỏ thì nếu như chúng ta rời khỏi vùng màu đỏ này như là trên 95% đó mà mức là trên 70.000 đô thì coi như là cũng rất tốt rồi các bạn tại vì khi chúng ta đi vào cái vùng màu đỏ này chỉ có 54.000 đô mà thôi nhưng mà chưa chắc hãy xem coi là trong vòng ngày hôm nay đây giá có tăng ngược trở lại hay không tại vì nếu giá tăng ngược trở lại đó, thì cái chỉ số này nó lại một lần nữa tăng ngược trở lên và cái chúng ta muốn đó là giá xoay quanh một mức nào đó cho dù là trong phạm vi là 69.000 tới 73.000 cũng được các bạn, trong phạm vi 4.000 đô đó. Một thời gian thì chỉ số này nó cũng sẽ ngủ lại, tại vì trong thời gian đó sẽ có người bán các bạn và khi mà người bán người khác mua vào thì sẽ dẫn đến là cái người mới mua sẽ không có lời, dẫn đến chỉ số này nó sẽ ngủ lại. Thì chúng ta cũng vừa mới nói đến là cái sự giảm giá ngày hôm nay nó cũng không hẳn là liên quan đến cái uh, chỉ số phần trăm lạm phát đâu các bạn, nhưng mà cái cách mà giá di chuyển gần đây cũng khá là thú vị và trước khi mà chúng ta tiếp tục với những thông tin nổi bật trong video ngày hôm nay đây thì chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là một nền tảng giao dịch tài chính có tên là XM hiện tại đến đây là nền tảng phục vụ hơn 10 triệu khách hàng 120 quốc gia và hỗ trợ hơn 30 ngôn ngữ XM cung cấp rất nhiều sản phẩm giao dịch cho các bạn lựa chọn ngoài Forex như là hàng hóa cổ phiếu kim loại năng lượng và có cả crypto giúp bạn bao quát toàn bộ thị trường và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay. Hiện nay đó thì XM vẫn đang có chương trình trở thành đối tác hay là chúng ta thường biết với cái tên gọi là affiliate. Khi mà trở thành đối tác của XM đó, thì bạn sẽ nhận được hoa hồng cạnh tranh lên tới 25 đô la mỗi lot cho một giao dịch và hoàn toàn không bị giới hạn hoa hồng trên một khách hàng hay trên một khung thời gian. Ngoài ra đó bạn còn được XM cung cấp rất nhiều tài liệu truyền thông và công cụ quảng cáo để giúp cho bạn tìm khách hàng dễ dàng hơn. Có thể trở thành đối tác của XM đó thì bạn có thể tham gia trang web thuận để bên dưới trong phần mô tả và có thể nhấn vào tài khoản đối tác để tìm hiểu thêm. Sau đó đó các bạn có thể điền và xác nhận thông tin theo yêu cầu và bấm vào mở tài khoản đối tác để mà gửi thông tin. Hệ thống của XM sẽ xem xét thông tin và liên hệ với bạn để mà xác nhận. Và trở thành đối tác của XM cũng sẽ là một lợi thế vì đây cũng chính là một cách để bạn kiếm thu nhập mà không cần phải giao dịch trực tiếp trong thị trường tài chính. Và đây là những cái thông tin đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay nền tảng giao dịch XM. Và chúng ta bây giờ hãy trở lại với những cái thông tin nổi bật trong video này Bản thân thuần thì chưa bao giờ thấy giá đi như thế này Trên màn hình các bạn đó, đây là cái khung thời gian Là ngày 28 tháng 2 cho đến thời điểm hiện tại Khi mà chúng ta nhìn vào biểu đồ của giá như thế này đó, Thì có một điều các bạn có thể để ý là chúng ta Đã liên tục thấy giá Bitcoin đẩy lên đỉnh mới nhiều lần các bạn Nhưng mà mỗi lần mà giá Bitcoin đẩy lên đỉnh mới đó Giống như là ở thời điểm này Thì lại bị đẩy ngược trở xuống hầu như trong ngày luôn các bạn Trong vòng chỉ có một hai tiếng đồng hồ mà thôi Đợt này cũng như vậy các bạn Ngày 5 tháng 3 tuần vừa rồi Đẩy lên đỉnh mới là khoảng 6 69.300 đô rồi lại bị đẩy ngược cho xuống tới mức là 59.000 đô trong vòng chỉ vài giờ. Đợt này cũng như vậy các bạn, sau đó vài ngày ngày 8 tháng 3 đó thì giá lên tới cái mức là 70.278 đô lần đầu tiên hơn 70.000 đô nhưng mà ngay sau đó cũng bị đẩy ngược cho xuống là 66.000 đô. Chúng ta nhìn thấy được là cách đây là không lâu các bạn cách đây 2 ngày thôi giá cũng đã đẩy lên cái mức cao mới là khoảng chừng 73.000 đô chúng ta nhìn thấy được là ngay sau đó lại bị đẩy ngược trở xuống là 68.000 đô. Rồi sau đó chúng ta nhìn thấy được là ngày hôm qua đó giá đẩy lên tới mức 73.700 đô, lại bị đẩy ngược trở xuống tới cái mức là 71.854. Và chúng ta cũng nhìn thấy được một điều nữa đó là hồi sáng này ở Hoa Kỳ giá đã đạt cái đỉnh mới là 73.800 đô rồi ngay sau đó lại bị đẩy cho ngược xuống mức là 66.478 và mỗi lần như vậy đó thì giá lại đi ngược trở lên và đạt đỉnh mới các bạn và nếu như mình thường chia sẻ cái biểu đồ này các bạn sẽ nhìn thấy rõ ràng hơn rất rõ ràng là các bạn nhìn thấy được là đỉnh mới đâm sau đó pump đỉnh mới đâm sau đó pump đỉnh mới đâm sau đó pump các bạn đỉnh mới đâm sau đó pump và ngày hôm nay chúng ta có đỉnh mới đâm đã xảy ra rồi chúng ta có phải đang chứng kiến một đợt pump lên trên một cái đỉnh mới nữa hay là không rồi lại tiếp tục như vậy và dành cho những bạn nào mà thích thúy âm mưu đó thì chúng ta đều biết là bitcoin spot etf đó thì cần phải mua cái số lượng bitcoin khi mà họ nhận được tiền thì có phải là mỗi một lần mà chúng ta nhìn thấy có cái hiện tượng này là có ai đó cố tình làm giá hay là không để đẩy giá xuống trong thời gian đó rồi sau đó những quy ETF có thể mua với số lượng lớn ở cái mức giá thấp hơn rồi sau đó đẩy giá ngược trở lên các bạn nghĩ sao hay comment ở bên dưới các bạn và đương nhiên đây chỉ là một cái thuyết âm mưu thôi chứ không có bất cứ một bằng chứng nào hết các bạn nhưng mà cái cách mà giá hoạt động đó thì khá là thú vị các bạn tại vì chúng ta chưa từng nhìn thấy hiện tượng này trước đây trước đây đó thì một là các bạn chạm cái đỉnh cũ và không phá được dẫn đến là có nhiều người chốt lời ở đó nhiều người đâm dẫn đến là giá một lần nữa lại bị đẩy ngược trở xuống chúng ta lại một lần nữa muốn thử cái đỉnh đó và năm 2020 chúng ta thử nhiều lần trước khi mà chúng ta phá đỉnh cũ là 20.000 đô đợt này thì không phải các bạn chúng ta thử xong rồi chúng ta lại phá đỉnh cũ một chút xíu thôi rồi đẩy ngược trở xuống rồi sau đó phá đỉnh cũ một chút xíu rồi đẩy ngược trở xuống các bạn và nó đã xảy ra rất nhiều lần rồi tối nay đó, mà chúng ta nhìn thấy giá là một lần nữa đạt đỉnh mới đó thì chúng ta cũng thấy là có cái gì đó nó đang xảy ra hiện tại nhưng mà giá nó thì luôn tăng trưởng trong vòng bao nhiêu ngày qua các bạn có thể là chúng ta đã khá quen với lại mức giá hiện tại nhưng mà nếu chúng ta trả trở về cái tay không có lâu đó chúng ta trả trở về cuối tháng 2 thôi các bạn ngày 26 tháng 2 lúc đó giá chỉ là 51.000 đô chúng ta trả trở về là cuối tháng 1 lúc đó giá chỉ có là 38.000 đô mà thôi các bạn thấy được là giá cũng thật sự có cái sự tăng trưởng rất là nhiều rồi và cái phần trăm có lời cũng rất là cao nhưng mà như Đại Thuận đã chia sẻ, quan điểm của rất nhiều người là miễn là chúng ta tiếp tục có dòng tiền dương từ các quỹ ETF đó, thì rất là khó để có thể thấy được một cái đợt điều chỉnh rồi là đáng kể. Và nếu chúng ta nhìn vào cái góc cạnh mà nhiều bạn thích thú ra mưu đó, thì các bạn phải nên hiểu Bitcoin Spot ETF là một thứ mà mang lại lợi nhuận cho những công ty như là Blackrock là phải đeo đi và các bạn đều biết là họ kiếm tiền bằng cách là họ sẽ tính cái phần phí quản lý thì cái số tiền họ quản lý càng nhiều sẽ dẫn đến là họ kiếm được nhiều tiền và nếu như muốn cái tiền đó càng nhiều đó thì một là họ phải thu hút thêm nhiều tiền vào quỹ của họ thứ hai là giá bitcoin phải tăng hai thứ đó mà xuất hiện một lúc sẽ dẫn đến là họ kiếm được rất nhiều tiền và điều đó đang xảy ra hiện tại các bạn và nếu như các bạn tin vào thuyết âm mưu đó thì các bạn là BlackRock các bạn có muốn giá đâm mạnh hay là không khi mà các bạn đang quảng cáo về Bitcoin Spot ETF Các bạn muốn kéo người mới vào trong thị trường này Các bạn muốn kéo số tiền mới vào quỹ của các bạn Mà bây giờ mà Bitcoin mà điều chỉnh 30% đó, Thường nghĩ sẽ khiến cho một số người khá là lo lắng các bạn Và họ sẽ suy nghĩ lại về việc là có nên đầu tư vào Bitcoin Spot ETF hay là không Có thể là thị trường này quá dao động đối với họ Thì nó cũng không có tốt cho họ muốn kiếm được tiền đâu các bạn Đó là những gì mà tôi muốn chia sẻ ở đây Các bạn nghĩ sao hay comment ở bên, bên dưới một điều khác nữa nó cũng rất là khác biệt trong mỗi đợt này đợt này có rất nhiều điều khác biệt các bạn tại vì chúng ta cũng đã biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử mà chúng ta thấy được giá Bitcoin đạt đỉnh mới trước ngày Harvin thì sau này sẽ ra chuyện gì đó không ai biết đâu các bạn nhưng mà nó lại khiến cho thuận càng hào hứng hơn nữa nó khiến cho thuận giống như là chúng ta đang chứng kiến lịch sử mới đó khiến cho thuận có thêm năng lượng các bạn chứ còn nếu như mà mọi thứ nó cũng tương tự như chu kỳ trước đó giống như năm 2021 thì cũng không có quá khác biệt so với năm 2017 đối với thuận thì nó cũng không gì gọi là à, quá bất ngờ nhưng mà đợt này lại có rất nhiều điều bất ngờ chúng ta có thể nhìn thấy một điều khác nữa là trên màn hình á, đây là cái thông tin liên quan tới cái số lượng bitcoin nạp vào hay là rút ra trên những sàn giao dịch và cái đường màu đen này đó là giá của bitcoin thì có một điều rất là rõ ràng các bạn khoảng chừng tháng tư tới tháng 5 của năm 2021 đó là Bitcoin đạt hơn 60.000 đô lần đầu tiên. Chúng ta có nhìn thấy được là ngay sau đó đó thì chúng ta có rất là nhiều những cái thanh màu xanh lá cây như thế này. Đó là dấu hiệu của nhiều người nạp Bitcoin lên trên sàn các bạn. Và đương nhiên nạp lên làm gì các bạn? Đương nhiên nạp lên thì khả năng cao là họ sẽ bán hay là đổi ra một đồng nào khác. Và các bạn đã nhìn thấy hiện tượng đó xảy ra liên tục vào năm 2021. Giống như là chúng ta nhìn thấy được là giá Bitcoin lại một lần nữa tăng vào tháng 9 của năm 2021 đến khoảng Chừng tháng 11 Thì trong khoảng thời gian đó Các bạn thấy chuyện gì xảy ra Người ta đẩy Bitcoin Lên trên sàn giao dịch các bạn Và ngay cả những cái lúc Mà chúng ta có cái sự hồi phục đó Chúng ta cũng thấy được là Có màu xanh lá cây xuất hiện Nghĩa là có người đẩy Bitcoin Lên trên sàn Chúng ta có thể nhìn thấy Hiện tượng này xảy ra rất là nhiều Ngay cả trong cái mùa downtrend các bạn Mỗi lần mà chúng ta có một cái sự hồi phục Thì lại có người đẩy Bitcoin Lên trên những cái sàn thì khả năng cao họ đẩy lên để mà bán nhưng mà ngược lại đợt này từ đầu năm tới bây giờ một điều các bạn thấy rất rõ ràng là giá bitcoin tăng trưởng rất là nhanh từ đầu năm tới bây giờ nhưng mà các bạn có thấy màu xanh lá cây nào hay không hoàn toàn không có các bạn chỉ có màu đỏ mà thôi và màu đỏ nghĩa là bitcoin được rút ra khỏi sàn thì uh, bitcoin rút ra khỏi sàn đó có ý nghĩa gì các bạn chúng ta có thể uh, nghĩ là có nhiều người họ tích lũy dài hạn cho nên họ rút ra khỏi sàn họ không có lý do gì để trên sàn tại vì họ mua cũng không có ý định bán bây giờ thì đó là cái dấu hiệu tốt. Một điều nữa như bạn cũng đã chỉ ra đó chính là năm 2022 đó thì chúng ta có rất nhiều những cái sự kiện à, khiến nhiều người hoàn toàn mất lòng tin Với những cái sàn giao dịch hay là những cái à, dịch vụ thứ ba giống như chúng ta nói tới FTX, chúng ta nói tới Voyager, Celsius, BlockFi vân vân à, dẫn đến là nhiều người bây giờ họ đã lưu trữ trong bí cá nhân. thì đây cũng có thể là lý do. nhưng mà dù sao đi nữa đó điều này cũng dẫn đến là càng có ít Bitcoin có thể được giao dịch trên sàn hơn các bạn trên sàn đó thật sự không còn nhiều Bitcoin như các bạn nghĩ. Và đây là một cái hình được chia sẻ bởi Bloomberg các bạn thì đây là cái ước tính của họ mà thôi và ước tính này là ước tính mới nhất tháng 2 của năm 2024 này là cái số lượng Bitcoin đó đang được lưu trữ bởi ai thì cái tộc của nước đơn giản các bạn nhìn thấy được là cái màu mà xám này đó ở bên tay phải Đây là đại diện cho cái số lượng Bitcoin mà chưa được đào các bạn Các bạn nhìn thấy được là tổng cộng có 21 triệu Bitcoin Phần lớn được đào rồi, cái phần này vẫn chưa được đào và sẽ được đào trong khoảng chừng là 100 năm tới đây Thì các bạn nhìn thấy được là cái số lượng chưa được đào là khoảng 1.38 triệu Bitcoin Khoảng chừng là 6.6% của tổng số lượng Bitcoin vẫn chưa được đào chúng ta nhìn thấy được là kế đó màu đen này đó là đại diện cho 565.000 bịch kho được lưu trữ bởi những chính phủ trong đó chúng ta biết là đứng đầu là chính phủ Hoa Kỳ lưu trữ nhiều nhất kế đó là Trung Quốc rồi chúng ta có chính phủ ở nước uh... Đức, trung tâm của chính phủ Salvador vân vân. Tổng cộng họ lưu trữ khoảng chừng là 565.000 Bitcoin. Những cái quỹ ETF đó tới ngày hôm qua lưu trữ là khoảng chừng 3.9% của tất cả Bitcoin các bạn nghĩa là 818.000 Bitcoin. Các chính phủ đó thì lưu trữ khoảng chừng là 2.7% Bitcoin. Những công ty đó giống như là MicroStrategy và những công ty khác như là Tesla thì họ lưu trữ khoảng chừng là 758.000 Bitcoin, như là khoảng 3.6%. Chúng ta thấy được là cái số lượng được lưu trữ ở Satoshi đó thì ước tính là khoảng 5.2% Và đương nhiên số lượng này đây là những cái Bitcoin đào đầu tiên và vẫn không được di chuyển tới bây giờ Khả năng là chúng ta sẽ mãi mãi không thấy cái số lượng này di chuyển đâu các bạn Tại vì khi mà di chuyển đó là chúng ta sẽ có thể biết được ai di chuyển và biết được danh tính người đó và chúng ta có thể thấy được là kế đó là những cái số lượng bitcoin đang được lưu trữ bởi những công ty đào là khoảng 714.000 bitcoin khoảng chừng là 3 trăm kế đó nữa chúng ta được là đây là cái số lượng bitcoin mà ước tính đã bị mất rồi các bạn có nghĩa là 17.6% tổng cộng là khoảng ước tính là 3 triệu 700 ngàn bitcoin hiện bây giờ đã bị mất rồi tại vì uh, đây là những bitcoin mà được đào từ rất lâu rồi các bạn và được sở hữu bởi cái ví mà không có đồng tĩnh gì trong vòng là mười mấy năm qua và mười mấy năm qua biết bao nhiêu chuyện xảy ra các bạn nếu như mà không có đồng tĩnh gì khả năng là họ đã mất khóa cá nhân rồi hay là họ đã qua đời rồi và chúng ta nhìn thấy được là cái phần lớn nhất bây giờ đó là 57 phần trăm tổng cộng đó là khoảng chừng 11.97 triệu bitcoin hiện bây giờ đã được lưu trữ bởi những cái ví giống như là ví của thuận hay là ví của các bạn là được lưu trữ bởi những người bình thường thì uh, chúng ta cũng có thể thấy được tất cả Bitcoin nó đều đang được sở hữu bởi một đơn vị nào đó. Thì câu hỏi đặt ra nếu như mà ai đó muốn thu gom Bitcoin thì ai sẽ là người bán các bạn? Chúng ta có thể nghĩ như thế này. Khi mà các bạn nhìn vào giống như chúng ta nói tới những cái quỹ Bitcoin Spot ETF đi Họ thu gom rất là nhiều gần đây Thì họ sẽ thu gom từ đâu? Họ lên trên sàn OTC Thì OTC lấy cái số lượng Bitcoin ở từ đâu các bạn thì khả năng là họ sẽ lấy từ những cái công ty đào những công ty đào họ điều đào được hàng ngày là khoảng 900 Bitcoin nạp lên trên sàn OTC để mà bán những cái quỹ Bitcoin Smart ETF này nhưng mà các bạn cũng nên hiểu là những công ty đào này qua tháng tư đó tháng sau thì cái số lượng đào ra chỉ còn phần nửa mà thôi các bạn là 450 Bitcoin cái nguồn cung của họ bị giảm đi phần nửa và chúng ta cũng thấy là hàng ngày họ đều đào được nhưng mà nó sẽ thấp hơn khi mà chúng ta bước qua tháng tư kế đó đó thì chúng ta thấy được là có một số những cái nhà đầu tư lớn họ lưu trữ nhiều bitcoin cũng có thể muốn bán nhưng mà họ sẽ bán thông qua OTC thì có thể đến từ một phần của cái số 11.97 triệu này các bạn nhưng mà đó là một phần mà thôi tại vì phần còn lại là những người khác sở hữu có thể họ không có ý định bán và có nhiều người họ đã lưu trữ nhiều năm rồi các bạn và có nhiều người họ thật sự tin tưởng giống như chúng ta nói tới Jack Moller thì họ thật sự tin tưởng là lưu trữ dài hạn giống như chúng ta nói tới Michael Saylor thì lưu trữ rất nhiều năm rồi các bạn và họ sẽ không có ý định bán đương nhiên những cái quỹ Bitcoin Smart ETF không thể thu mua từ Satoshi được hay là những cái ví của những người mà đã mất khóa cá nhân rồi các bạn trong cái số là 3.7 triệu Bitcoin này thì chúng ta thì là họ còn thu mua được ở đâu nữa các bạn rất là khó tại vì những công ty mà lưu trữ đó các bạn cũng đã thấy được những công ty như là MicroStrategy như là Tesla dù Tesla họ đã bán một phần Bitcoin rồi và khả năng cao là bị cái áp lực đến từ những cái đơn vị mà quản lý môi trường trước đây đó các bạn tại vì họ nói là ở à, đây là một công ty mà sản xuất xe điện thì không thể nào ủng hộ đào Bitcoin được nhưng mà chúng ta nhìn thấy là Tesla dù bán họ vẫn lưu trữ một số hiện bây giờ và đã không di chuyển trong một thời gian dài rồi. Chúng ta đều biết là những công ty như là chúng ta nói tới SpaceX cũng lưu trữ bitcoin. Chúng ta có công ty giống như là công ty Block. Cùng lưu trữ Bitcoin, Michael Schra, thì lưu trữ nhiều nhất Có rất nhiều những công ty lưu trữ Bitcoin hiện tại Và họ sẽ không bán họ không giống như là à, những người bình thường các bạn Tại vì khi mà những công ty họ lưu trữ đó Là họ thay thế một cái gì đó Giống như là có thể trước đây họ lưu trữ cổ phiếu Bây giờ họ lưu trữ một phần là Bitcoin Và họ chỉ bán khi mà họ cần sử dụng tiền đó Mà thôi các bạn, nó giống như là một cái tài sản công ty Chứ không phải là họ mua rồi họ chờ giá lên để mà bán Như là nhiều bạn nghĩ Cho nên họ sẽ lưu trữ dài hạn hơn Và không phải lúc mà những quỹ ETF này cần họ sẽ bán đâu cho nên rất là khó để mà mua được cái số lượng này còn về chính phủ đó thì các bạn thấy là họ lưu trữ và hầu như họ nhả ra rất ít các bạn họ bán rất ít trong vòng bao nhiêu năm qua vẫn lưu trữ rất là nhiều bao nhiêu năm qua các bạn nhìn thấy được là chính phủ hoa kỳ vẫn lưu trữ cực kỳ nhiều bịch khôi chính phủ trung quốc cũng như vậy hoàn toàn là không có ý định bán đi cái số lượng đó cho nên tới cuối cùng đó các bạn thấy được là bất cứ những ai muốn mua và các bạn cũng nên biết những cái công ty cũng muốn mua thêm những cá voi cũng muốn mua thêm những quỹ ETF cũng muốn mua thêm thì tới cuối cùng đó họ chỉ có thể lấy được Bitcoin từ những nhà đầu tư bình thường mà thôi và cách mà họ có thể khiến cho các bạn bán Bitcoin cho họ đó chính là chúng ta thấy hiện tượng này xảy ra đó là những cái gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái phần này các bạn nghĩ sao các bạn comment ở bên dưới và cho dù là ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy là thị trường đó, phần lớn là màu đỏ nhưng mà cũng không phải là tại đến đâu các bạn chúng ta nhìn thấy được là cái vốn hóa của thị trường Crypto đó thì vẫn là hơn 2,8 nghìn tỷ. Tổng số vốn hóa thì giảm 1% mà thôi. Và chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói tới Bitcoin Smart ETF đi. Thì chúng ta đã biết là ngày hôm qua đó là một ngày rất là tốt. Các bạn nhìn thấy là cho dù Grayscale uh, đã bán 276 triệu nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là chúng ta vẫn có BlackRock thu vào 586 triệu. Chúng ta có đi thu vào 281 triệu. Và cuối cùng chúng ta vẫn có dòng tiền dương ngày hôm qua là 683 triệu của bạn Con số rất là kinh khủng Đương nhiên không có bằng cái ngày trước đó là hơn 1 tỷ đô la Hôm nay đó thì chúng ta thấy được là cái volume cũng rất là cao Nhưng mà đáng tiếc cho tới bây giờ đó Chúng ta nhìn thấy được là cái số lượng được bán Bởi Rayscale đó thấp hơn qua một chút Ở 257 triệu Nhưng mà cái số lượng thu vào đó Những quý còn lại thì lại yếu hơn các bạn Chúng ta nhìn thấy đây là cái ngày Có thể là thấp nhất Từ khi mà chúng ta theo dõi thông tin này mà Fidel thì thu vào chỉ có là 13.7 triệu mà thôi Hiện bây giờ chúng ta vẫn đang âm là 222 triệu Tất cả đều trông chờ vào BlackRock các bạn Miễn là BlackRock thu vào hơn 222 triệu thì chúng ta vẫn sẽ có một ngày có dòng tiền dương Chúng ta vẫn chưa có thông tin đó hiện giờ chúng ta phải chờ vài tiếng nữa mới có nhưng mà các bạn nhìn thấy là trong vòng bao nhiêu ngày qua vẫn là những ngày mà có cái dòng tiền dương cực kỳ cao các bạn Và đương nhiên cái số tiền này dùng để mà thu mua Bitcoin và đến từ đầu các bạn họ sẽ mua trên sàn OTC nếu như mà không còn nữa thì mới thu mua trên sàn spot đó là cái uh, tình hình hiện bây giờ và các bạn thấy được là rất lâu khoảng chừng là một hai tuần chúng ta mới có một ngày đỏ mà thôi nghĩa là dòng tiền ra nhiều hơn dòng tiền vào và chúng ta chưa có một ngày đỏ nào hết kể từ uh, ngày 4 tháng 3 cho đến bây giờ hy vọng là hôm nay Blackrock không làm chúng ta thất vọng các bạn tại vì ngày hôm qua Blackrock thu vào 500 86 triệu ngày trước đó là 849 triệu ngày trước đó nữa là 562 triệu chỉ cần họ thu vào cỡ như thế này thôi nên hôm nay chúng ta lại sẽ có một ngày có dòng tiền dương các bạn và tốc độ tư của BlackRock rất là nhanh luôn chúng ta nhìn thấy được trên màn hình màu đỏ này là đại diện cho cái số lượng Bitcoin được thu mua bởi MicroStrategy trong vòng 4 năm qua BlackRock chỉ trong vòng hơn 2 tháng thôi các bạn cái đường màu xanh này đã đi thẳng lên rồi trên căn bản đó MicroStrategy không thể theo kiểu tục BlackRock cho dù là cố gắng các mấy các bạn nhưng mà các và nhìn thấy được là Michael Saylor cũng không bỏ cuộc Hôm nay đã chính thức công bố là sẽ kêu gọi thêm 500 triệu đô la bằng cách là bán trái phiếu Ông cũng đã kêu gọi khoảng chừng là 700 triệu tuần vừa rồi các bạn Và cái số tiền đó đã được dùng để mua Bitcoin Và ngày hôm qua đã có tin đồn là ông sẽ tiếp tục kêu gọi thêm 500 triệu Hôm nay đó đã là sự thật các bạn Ông đang kêu gọi 500 triệu Và khi mà kêu gọi được bằng cách là bán trái phiếu đó Thì ông sẽ dùng tiền đó để mà tiếp tục thu mua thêm Bitcoin và chúng ta có thể thấy được một cái hình ảnh cho các bạn nhìn thấy tình hình của Bitcoin Spot ETF so với vàng ETF như thế nào thì các bạn có thể nhìn thấy rất rõ ràng từ khi mà có Bitcoin Spot ETF là từ tháng 1 của năm nay đó các bạn chúng ta nhìn thấy được là cái đường màu vàng trên màn hình đã đại diện cho cái số lượng tiền quản lý của Bitcoin Spot ETF đã tăng lên rất là nhanh nhưng mà ngược lại trong thời gian đó chúng ta lại nhìn thấy được là cái tốc độ tiền rời khỏi vàng ETF cũng rất là nhanh luôn thì nhiều người đưa ra lập luận chúng ta cũng không biết rõ cái thông tin đâu các bạn nhưng mà chỉ là một lập luận mà thôi là có khả năng một số lượng tiền đến là từ những người mà đang lưu trữ vàng ETF và thực tế chúng ta nhìn thấy được là từ tháng 6 năm 2023 đó thì vàng ETF à, ngày đã càng có ít tiền hơn trong đó khả năng cao đó là tại vì à, các bạn nhìn thấy khi mà chúng ta có những cái công ty mà tăng trưởng nhanh trong năm ngoái đó thì nhiều người họ sẽ muốn tiếp cận những cái quỹ ETF liên quan đến chứng khoán có lợi nhuận cao hơn cho nên cho dù là vàng có sự tăng trưởng và đạt đỉnh mới gần đây nhưng mà cái sự tăng trưởng đó nó không hấp dẫn bằng chứng khoán các bạn và khi mà có Bitcoin Spot ETF xuất hiện đó, thì nó chỉ là một cái gì đó khiến cho tốc độ rời khỏi nhanh hơn mà thôi chứ còn sự kiện này đã có trước đó rồi Chúng ta cũng tiếp tục có những cái thông tin rất là bullish các bạn. Chúng ta có thông tin đến từ tập đoàn tài chính là Satera. Họ đã phê duyệt cho các cố vấn tài chính của họ để quảng bá Bitcoin Spot ETF để bắt đầu là giới thiệu sản phẩm này và tập đoàn này đó Satera đã nằm ở San Diego ở Cali đó các bạn và họ cũng rất là lớn họ cạnh tranh với là những công ty như là công ty LPL LPL đó là cái công ty có mạng lưới cố vấn tài chính lớn nhất ở Hoa Kỳ Satera thì có hơn 12.000 cố vấn các bạn và quản lý hơn 475 tỷ đô la và họ phê duyệt 4 quỹ trong đó chúng ta có Invesco Galaxy Nghĩa là cái quỹ của công ty Của Minor Barat Chúng ta có quỹ Franklin Templeton Wise Origin của Fidelity và BlackRock Ibit thì bốn quỹ này đó sẽ bắt đầu là được giới thiệu được tư vấn bởi những cái cố vấn tài chính này với khách hàng của họ và đây đương nhiên là giai đoạn 2 rồi các bạn và chúng ta cũng đã nói tới ba giai đoạn của bitcoin spot etf giai đoạn đầu tiên đó đối với thuận nó chính là cái giai đoạn chúng ta đã chứng kiến từ ngày đầu tiên những người bình thường họ đi tìm kiếm bitcoin spot etf họ muốn tìm hiểu họ muốn bắt đầu thu mua thì họ sẽ tự làm những cái đó các bạn và chúng ta cũng có một số những cái dòng tiền đến từ những cái quỹ etf khác trước đây mà không có hiệu quả đó tại vì cái phí cao chuyển qua những quỹ Bitcoin Smart ETF thì đó là cái giai đoạn 1 xảy ra từ ngày đầu tiên tới bây giờ hơn 2 tháng qua. Song song với giai đoạn 1, chúng ta sẽ bắt đầu có giai đoạn 2 nhưng mà nó sẽ chậm một chút các bạn và có thể chậm lên tới 1 năm. Nhưng mà mọi thứ nó diễn ra nhanh hơn. Chúng ta bắt đầu nhìn thấy được là những công ty như là Terra ra đây những cái công ty mà họ uh, phải train cố vấn của họ, họ phải huấn luyện cố vấn của họ, họ phải được uh, phê duyệt bởi uh, cái uh, bộ quản lý rủi ro của công ty trước khi mà nhân viên tư vấn của họ có thể là giới thiệu sản phẩm này với khách hàng của những cái cố vấn tài chính đó, điều đó vẫn đang xảy ra hiện tại và có nhiều những cái công ty tư vấn tài chính ấy, thì họ vẫn chưa có trang xong, vẫn chưa huấn luyện nhân viên của họ xong để giới thiệu sản phẩm này các bạn. Trong đó chúng ta có những cái công ty lớn như là chúng ta à, nói tới là LPL hay là chúng ta nói tới là Raymond James thì họ vẫn chưa có sẵn sàng để mà giới thiệu sản phẩm này và tất cả những công ty lớn đó đó họ quản lý tổng cộng lên tới là 7.000 tỷ cho đến 10.000 tỷ các bạn con số rất là lớn thì khi mà mọi thứ bắt đầu tiếp tục diễn ra đó trong vòng vài tháng tới chúng ta sẽ tiếp tục nghe nhiều công ty hơn sẵn sàng để mà giới thiệu sản phẩm này tại vì nhiều công ty đây thì họ có những quy định giống như là khi mà có một cái ETF mới họ phải để ETF nó hoạt động trên thị trường là 3 tháng 6 tháng gì đó trước khi mà họ thì giới thiệu họ muốn xem coi là quỹ ETF này có đủ thanh khoản hay là không khi mà giao dịch có gặp vấn đề gì hay là không pháp lý như thế nào vân vân trước khi mà họ có thể giới thiệu cho khách hàng của họ và đó là giai đoạn thứ hai các bạn sẽ có tiếp tục thêm dòng tiền vào từ những cái công ty này và giai đoạn thứ ba là giai đoạn mà sẽ có dòng tiền lớn nhất đó chính là khi chúng ta thấy bitcoin smart etf được thêm vào những cái quỹ đầu tư dài hạn như là cái quỹ hưu trí thì chúng ta nhìn thấy được nhiều người họ sẽ mua những cái quỹ ETF về hưu họ cũng không biết trong đó có Bitcoin luôn các bạn nhưng mà họ cũng không quan tâm thì lúc đó chúng ta mới có dòng tiền bền vững và lớn hơn điều đó sẽ xảy ra nhưng mà chắc phải cần thời gian các bạn chắc khoảng là 1-2 năm nhưng mà giai đoạn 1 và 2 đó thì đang xảy ra hiện tại và chúng ta thấy được là những công ty như là Bernstein thì vẫn tiếp tục đó là bullish Bernstein thì trước đây đã nói là họ nghĩ Bitcoin có thể đạt tới 150.000 đô vào năm 2025 và ngày hôm qua họ đã đứng chính lại là họ họ ngày càng tự tin hơn về cái nhận định đó và thêm vào đó đó họ cũng đưa ra một cái dự báo là vốn hóa thị trường crypto có thể tăng gấp 3 lần các bạn lên 7.5 nghìn tỷ đô la vào cuối năm sau vào cuối năm sau các bạn vốn hóa tăng lên cấp 3 và sự tăng trưởng sẽ được dẫn đầu bởi Bitcoin và Ethereum tại vì họ thấy sự chấp nhận chưa từng có từ các tổ chức đầu tư sẽ thúc đẩy vốn hóa tiếp tục phát triển và dẫn đến là Ocoin oh, cũng phát triển theo luôn các bạn nhưng mà có một điều <laughs> không phải tin tức nào cũng tốt các bạn chúng ta cũng có những tin tức vết hôm nay đó thì chúng ta thấy được là có một lá thư lá thư này đó được gửi đến và ký tên bởi Thượng nghị sĩ Jack Reed và Thượng nghị sĩ uh, LaPonza Butler Thì hai người này đã gửi một lá thư đến cho ai các bạn? Đến cho Chủ tịch Gary Gensler của SEC các bạn Thì tại sao họ lại gửi lá thư này đến Chủ tịch Gary Gensler? Thì uh, trong lá thư này họ đã khuyến nghị SEC không nên phê duyệt các quỹ crypto ETF khác có nghĩa là họ đang đề cập đến những quỹ như là ethereum smart etf đó, thì đừng nên phê duyệt và thậm chí nên tiến hành kiểm tra điều tra những công ty quảng bá quỹ bitcoin etf các bạn thấy là những anti bitcoin và haters đó, thì họ ngày càng khóc to hơn khi họ nhìn thấy giá bitcoin liên tục tạo đỉnh khi mà họ nhìn thấy sự thành công của bitcoin smart etf và như thường đã nói không có gì bằng uống cà phê được pha bằng những giọt nước mắt ngọt ngào của họ <laughs> Thôi nói giỡn một chút thôi các bạn Nhưng mà sự thật đó là các bạn có nên lo lắng về lá thư này hay là không? Thì câu trả lời là không đâu các bạn Đây là hai thượng nghị sĩ họ đã chống đối Bitcoin từ bấy lâu nay rồi Họ đã theo cái phe của thượng nghị sĩ Warren cho các bạn Thì đương nhiên khi mà họ thấy SEC phê duyệt ETF Và ETF bây giờ thành công như vậy đó Họ sẽ không có chịu để yên các bạn Cho nên họ mới gửi cái lá thư này Nhưng mà nó cũng không có ý nghĩa gì đâu Tại vì các bạn nên biết đó là chúng ta đừng quên tại sao mà ngày hôm nay chúng ta có Bitcoin Spot ETF Tại vì SEC đã từ chối Bitcoin Spot ETF của Grayscale rồi sau đó ra tòa To tò đã phán là SEC đã sai trong cái sự kiện đó Nó là SEC hành động một cách tùy tiện và không có trách nhiệm SEC phải phê duyệt quỹ Bitcoin Spot ETF một cách công bằng hơn Cho nên cuối cùng chúng ta mới có Bitcoin Spot ETF ngày hôm nay nhưng mà nói tới phải nói lui đây chúng ta cũng phải nghĩ đến Ethereum Spot ETF Ethereum Spot ETF đó thì nó khác biệt không một chút các bạn. Dù sao đi nữa đó chúng ta đều biết là Ether tuy là cái đồng lớn thứ hai trên thị trường các bạn nhưng mà vốn hóa đó thì rất là xa so với Bitcoin. Bitcoin là 1,4 nghìn tỷ hiện tại Ether chỉ có 467 tỷ đô la mà thôi vốn hóa và kế đó chúng ta nhìn thấy được là chúng ta có BNB là đứng hạng thứ ba tại chúng ta không có tính theo được thì BNB là 92 tỷ còn lại cách xa Ether rất là nhiều thì nếu chúng ta nghĩ cái khoảng cách như vậy ra và cái tính thanh khoản thì Ether lại là một cái sản phẩm khác nữa các bạn và Ether đó là một sản phẩm mà có staking và chúng ta tuy là đã có Ether futures ETF nhưng mà theo thùng biết đó, là nó cũng không có theo sát giá của Ethereum. thôi này không có theo dõi các bạn tại vì thùng cũng không quan tâm đến những sản phẩm futures. Nhưng mà SEC đã đặt nhiều câu hỏi về cái sự tương quan giữa giá của Ether futures ETF và giá của Ether spot. Nếu như cái sự tương quan đó không có sát thì họ sẽ có lý do để mà trì hoãn và có thể là không cho thông qua đợt này các bạn và đương nhiên chúng ta phải chờ đến tháng 5 mới biết được nhưng mà tình hình bây giờ đó thì đối với lại y tờ ETF nó không có khả quan như chúng ta đã từng thấy đối với Bitcoin ETF thì khi mà họ từ chối đi vì một lý do nào đó thì có phải ra tòa hay không khả năng đương nhiên là có các bạn scale có thể là sẽ lại kiện họ ra tòa và hai bên lại phải cãi nhau to tòa và nếu như tòa phán là scale thắng đó, thì khả năng chúng ta là sẽ có một y ETF nhưng mà các bạn đều biết là mỗi một lần mà ai đó nộp đơn thì lại phải chờ 8 tháng thì chúng ta lại phải chờ đến qua năm sau mới có các bạn và nếu như các bạn là BlackRock BlackRock cũng đang chờ đợi để có Ether ETF các bạn nhưng mà nếu bạn là BlackRock bạn là Rayscale thì các bạn thấy được là các bạn có muốn ra tòa hiện bây giờ hay không trong khi mà tháng 11 này là cái tháng mà sẽ có bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ thì nếu như chúng ta có một tổng thống mới một đảng mới và chúng ta cũng đều biết là Trump bây giờ thì đang thay đổi cái quan điểm một chút về crypto thì nếu như chúng ta có một tổng thống mới từ một đảng mới khả năng cao là Gary Gensler sẽ từ chức các bạn chúng ta sẽ có một cái chủ tịch mới và lúc đó mọi thứ lại khác đi thì không cần phải đi kiện tụng cũng có thể được thông qua cho nên nếu như mà không được thông qua tháng năm này thì thường nghĩ là chúng ta phải đợi tới năm sau chứ không có à, phải là trong năm nay đâu hy vọng là tôi nói sai các bạn hy vọng là SEC cũng đã khá lo lắng về những cái vụ kiện tụng cho nên họ sẽ cho thông qua Ether spot ETF chúng ta phải đợi đến tháng năm mới biết được nhưng mà nói tới ether đó, thì các bạn thấy ngày hôm qua đã có cái cập nhật Dan Kuhn thành công Tuy là sau khi cập nhật đã giá y không có di chuyển Khiến cho nhiều người cũng cảm thấy là không có được hào hứng Nhưng mà sự thật Đó là một cái cập nhật khiến cho phí của tầng 2 y giảm xuống Thì không phải là phí của Ethereum các bạn Ethereum đó thì vẫn là như vậy Trước đây ra sao bây giờ cũng như vậy Sau này mới có những cái cập nhật để mà cải tiến phí trên y Bây giờ đó thì họ muốn cải tiến phí trên tầng 2 Tại vì rất nhiều những cái hệ sinh thái trên tầng 2 hiện tại và chúng ta nhìn thấy được là cái phí giảm thật sự rất nhiều các bạn trên màn hình đó, đây đây là một cái hình chụp cho các bạn nhìn thấy được là cái phí của mạng lưới base tầng hai của Ether đó từ Coinbase là bao nhiêu bây giờ là dưới 0.01 phần trăm các bạn và đây là một tấm hình khác nữa cho các bạn nhìn thấy được là những cái tầng hai mà đã kích hoạt chập nhật mới đó, thì cái phí của họ cũng đã giảm rất là nhiều các bạn nhìn thấy được là cái phí của Starknet đó, cái phiếu start net này đã giảm xuống từ một đô la các bạn giảm xuống chỉ còn có 4 sen mà thôi cái đường mà màu hồng các bạn nhìn thấy giảm xuống còn 4 sen cho một giao dịch từ một đô la các bạn giảm xuống rất là đáng kể và những cái mạng lưới tầng hai khác như là optimism nó cũng đã giảm xuống rất là đáng kể luôn các bạn nhưng mà hiện bây giờ đó không phải là mạng lưới tầng hai nào cũng đã cập nhật có nhiều bạn lưới vẫn chưa kích hoạt các bạn và phải đợi họ kích hoạt cho nên nhiều bạn cũng nói là sao mà mình sử dụng tầng hai thay phí cũng như vậy tại vì họ chưa kích hoạt thì cái mà chúng ta nói đến đó, đó chính là một cái sự kích hoạt gọi là blocks transaction các bạn thì thuần không phải là người mà chuyên về công nghệ nhưng mà cái hiểu cách đơn giản nhất cho những người đầu tư đó thì như thế này đây là một cái khái niệm khác để mà lưu trữ dữ liệu khi mà các bạn sử dụng tầng hai của ether đó thì các bạn phải lưu trữ những cái gọi là bằng chứng thường là những cái toán học đó các bạn nghĩ như, như vậy đây là những cái bằng chứng toán học để khi mà các bạn đẩy những cái giao dịch đó trở về tầng một để mà xử lý thì họ không cần phải lo lắng nhiều khi mà họ đã có những cái bằng chứng giao dịch đây là những cái giao dịch thật ở trên mạng lưới thì trước đây đó cái dữ liệu đó được lưu trữ chung với đề cái giao dịch khiến cho cái phí nó tăng cao bây giờ đó dữ liệu đó có thể là được sử dụng riêng các bạn để riêng ra và cái dữ liệu đó nó sẽ tự xóa theo thường nhớ là khoảng chừng trong vòng 2 tuần hay gì đó khiến cho những mà lưới tầng hai đó hiệu quả hơn và cái phí của họ thấp hơn rất là nhiều đó là cái tiêu thức đơn giản nhất nhưng mà hiện bây giờ đó không phải là mạng lưới tầng hai nào cũng đã áp dụng chúng ta phải chờ thêm một thời gian nữa thì họ mới bắt đầu áp dụng các bạn và lúc đó các bạn mới thấy được cái phí nó rẻ như thế nào và cái này đã đủ để cho hệ sinh thái của Ether tiếp tục phát triển trên tầng hai trước khi mà họ giải quyết cái phí trên tầng một và chúng ta cũng vừa nói đến là có những cái thượng nghị sĩ họ chống đối Bitcoin nhưng mà cũng không sao các bạn, ngược lại chúng ta lại có rất nhiều thượng nghị sĩ ủng hộ Bitcoin như là thượng nghị sĩ Cynthia Lomas và chúng ta lại có thêm một người bạn nữa các bạn, đó chính là thượng nghị sĩ Marshall Blackburn. Thì thượng nghị sĩ này sẽ phát biểu về tầm quan trọng của Bitcoin và tài sản số cho nền kinh tế Hoa Kỳ tại hội nghị chính sách Bitcoin tại Washington DC các bạn. Chúng ta lại có thêm một người bạn quyền lực trong Quốc hội Hoa Kỳ nữa cho nên thường thì không lo lắng các bạn có người chống đối có người thì ủng hộ và cũng có một cái thông tin khác nữa đây là một cái vụ kiện mà thường không có khéo sát các bạn nhưng mà vụ kiện này chủ yếu đó là chúng ta thấy được người trên màn hình đây là Craig Wright thì đây là một người mà luôn nhận mình là Satoshi thì các bạn đã nhớ là gần đây đã có những cái email được chia sẻ liên quan tới Satoshi trước đây những email mà chúng ta chưa từng thấy các bạn lại được đưa ra tòa và chúng ta đã nói về những email đó trước đây thì lý do tại vì nó liên quan đến cái vụ kiện này thì cuối cùng đó các bạn nhìn thấy vụ kiện này cũng đã đến hồi kết rồi và thẩm phán hôm nay đã phát biểu là thẩm phán ở nước Anh thì thẩm phán đã tuyên bố tôi đã đi đến kết luận là bằng chứng là quá sức thuyết phục thứ nhất Craig Wright không phải là tác giả của cái white paper của Bitcoin. Thứ hai, Craig Wright không phải là Satoshi. Thứ ba, Craig Wright không phải là người tạo ra Bitcoin và thứ tư, Craig Wright không phải là người viết phần mềm Bitcoin. Và ai là Satoshi? bây giờ vẫn là một bí ẩn các bạn người đó là ai nhóm đó là chúng ta vẫn không biết nhưng mà chắc chắn không phải là Craig Wright và các bạn thấy được là trên thế giới này đã người bị nghi ngờ là Satoshi thì luôn phủ nhận người muốn được nổi tiếng đó thì sẽ luôn mạo nhận là Satoshi và khi mà có tin tức này rồi ra thì coi như đã chấm dứt rồi các bạn Craig Wright đã được chứng minh bởi tòa án không phải là Satoshi tại vì làm sao tòa án biết các bạn đơn giản thôi nếu như mà một người ai đó nói mình là Satoshi đó thì chỉ có hai cách để chứng minh thôi các bạn một là bạn phải có văn bản của white paper văn bản nháp đó hồi xưa thì tại sao mà bạn là Satoshi mà lại không có văn bản nháp không lẽ các bạn viết cái văn bản white paper một lần là xong tuy nhiên không phải đâu các bạn khi mà chúng ta nói tới viết bài viết đó, thì sẽ có nhiều văn bản nháp khác nhau thì uh, quackray đã không có đưa ra bất cứ một văn bản nháp nào được các bạn những văn bản đó, đó mà được đưa ra nó là văn bản nháp đó, thì đã đều uh, bị chỉnh cái ngày rồi cho nên không được chấp nhận thứ hai nữa thì phải có khóa cá nhân để mà di chuyển những cái bitcoin đầu tiên nhưng mà quackray cũng không có khóa cá nhân các bạn cho nên không có cách nào để mà chứng minh được ngoại trừ là chúng ta phải chứng minh là có khóa cá nhân và có cái văn bản nháp của bitcoin white paper cách đây nhiều năm trước khi mà có bitcoin và chúng ta có thể nhìn thấy là khi có thông tin này đó thì rất là nhiều người uh, thích các bạn tại vì chúng ta thấy là michael Saylor cũng không có ưa crack right uh, chúng ta thấy là ceo của crypto khoan không ưa Craig Wright à, thứ nhất là tại vì uh, Craig Wright là một người mà cũng có nhiều cái clip đó thì ông cũng khá là chảnh các bạn ông không có phải là một người mà thích hoạt động như mọi người à, và cũng có rất là nhiều uh, anti fan thứ hai nữa đó là Craig Wright là một trong những người mà dẫn đầu cái phong trào ha phốt Bitcoin vào năm 2017 các bạn chúng ta thấy được trên màn hình đó thì có thể là nhiều bạn mới tham gia những cái tên này rất là lạ thậm chí những bạn nào mà tham gia cái đợt của năm 2021 đó thì những cái tên này cũng rất là lạ với các bạn trước đây đó chúng ta có những người mà rất là có tiếng tâm trong thị trường này chúng ta có những người như là các bạn nhìn thấy là bên tay trái đó chính là Charles chính giữa là Craig Wright bên tay phải đó chính là Roger Ver. Và đương nhiên một người khác nữa mà ít ai nói tới bây giờ Mà hồi năm 2017-18 nó rất quyền lực Đó chính là Chi Hành mua của Bitmain Bitmain là công ty mà phát hành những cái máy đào Bitcoin như này Antminer đó Bây giờ thì Chi Hạng không còn là CEO nữa Nhưng mà trước đó là CEO thì rất quyền lực các bạn Thì hồi năm 2017 đó Thật cả trước đó là các bạn Năm 2016 nó thường nhớ chúng ta có cái Hội nghị Bitcoin New York Và đây là một cái hội nghị kính Và lúc đó đó có một cái cuộc nội chiến xảy ra Tại vì có hai cái luồng suy nghĩ khác nhau Về Bitcoin sẽ phát triển như thế nào Một bên thì nói là chúng ta không cần phải có cái block lớn hơn tại vì lóc lớn hơn thì càng nguy hiểm hơn và cái quan trọng hơn nữa là bitcoin sau này sẽ phát triển và có tầng hai như là mạng lưới lightning và có những cái giống như là segwit và sau này chúng ta mới có taproot root và chúng ta mới có những cái như là ornos ngày hôm nay nhưng mà có một bên khác thì nghĩ là không không cần phải phiền phức như vậy bitcoin chỉ cần là tăng dung lượng lên là có thể giải quyết được vấn đề thì hai bên đã có một cái sự bất đồng các bạn và cuối cùng đã dẫn ra một cuộc nội chiến tại vì mới đầu ra thì cái sự đồng tình đó chính là trước hết thì cập nhật segwit rồi sau đó thì mới bắt đầu là nâng cái dung lượng lên segwit là một cách Giống như là à, các bạn gửi Bitcoin đó. Trước đây là các bạn ký chữ ký cùng với lại cái giao dịch Thì à, khi mà có Segwit rồi đó, Các bạn có thể là à, lấy cái phần chữ ký đó để vào một bên Thì nó sẽ tốt hơn à, Và nó có thể khiến cho Bitcoin sau này có những cập nhật như là Taproot Và có thể có những cái à, hợp đồng thông minh cho mạng lưới Bitcoin Khi mà chúng ta phát triển tầng 2 Nếu như Bitcoin ban đầu thì không làm được các bạn Thì trước hết cập nhật cái đó Rồi sau đó sẽ tăng dung lượng lên gấp đôi Và thỏa thuận đó gọi là Segwit 2X và gọi là thỏa thuận của New York các bạn nhưng mà thỏa thuận đó nó đã tan rã ra khi mà hai bên ngày lại càng căng thẳng hơn các bạn dẫn đến cuối cùng nữa thì bốn người này chủ yếu là Roger ve và Chi Hàn Bu các bạn bốn người này ra thì họ đã cùng nhau để mà dẫn đầu một phần của cộng đồng tách rời ra khỏi bịch khôi cho nên ta mới có cái half fork hồi năm 2017 à, tạo ra hai đồng bitcoin bitcoin cash và bitcoin chúng ta biết ngay bây giờ và đương nhiên bây giờ đây thì nhiều bạn cũng đã biết là bitcoin cash chỉ là một đồng oco mà thôi bitcoin bây giờ mới là bitcoin chính thống nhưng mà lúc đó đó thì rất hỗn loạn các bạn không ai biết hết tại vì những người này cũng rất là nổi tiếng trong cộng đồng và đây là một cái cuộc nội chiến nhưng mà cuối cùng bitcoin là chúng ta biết btc ngày hôm nay đã được ủng hộ cho đến bây giờ nhưng mà bitcoin cash là một đồng oco nhưng mà ngay sau đó đó thì trong cộng đồng bitcoin cash lại có một cuộc nội chiến được các bạn và được dẫn đầu bởi hai người đó chính là Kawinair và Quackright thì một lần nữa lại tách rời mạng lưới Bitcoin Cash tại vì họ không đồng tình với lời cho V cùng với là chị hành à, và lại tách rời ra nữa thành Bitcoin Cash và Bitcoin SV cho nên chúng ta mới có Bitcoin SV và Bitcoin Cash ngày hôm nay thì nhiều người không thích Quackright vì cái cá tính của ông hay là về những gì ông đã làm đối với cộng đồng Bitcoin trước đây. Nhưng mà sự thật đó, Satoshi là ai có quan trọng hay là không? Cho dù ngày hôm nay Craig Wright được tòa tuyên bố là Satoshi thì sao các bạn? Các bạn đang sử dụng điện thoại hiện bây giờ thì tôi hỏi các bạn người mà sáng tạo ra công nghệ điện thoại là ai? Các bạn có thể nói là ờ, chờ chút để mình lên Google tìm kiếm thì các bạn có thể là tìm kiếm tên của người phát minh ra công nghệ điện thoại nhưng mà rồi sao nữa các bạn biết gì về người đó? Các bạn có thể đọc thông tin về người đó nhưng mà sau khi đọc rồi, cho dù các bạn thích hay là không thích, điều đó cũng không liên quan gì đến việc các bạn có tiếp tục sử dụng điện thoại hay là không. Cũng như là ngày hôm nay, cho dù là Crack right được công bố là Satoshi, thì ra sao các bạn, Bitcoin cũng sao như vậy mà thôi. Cho nên, Satoshi là ai đó thì không quan trọng. Nói một cách khác, Satoshi không là ai cả và tất cả chúng ta là Satoshi và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng bên thùng capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà các bạn tham gia vào những sàn như là bybit, okx, binance, Alinex và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. tạm biệt các bạn.